mấy anh em nào mà đang đi rừng mà cần file của con hon hay còn gọi là con nhóc, con nhím đuôi dài, nhím chuột, nhím đá, cái con trong cái clip này nè anh em, thì đây là cái bản tiếng của Thuận đã bán cho nhiều anh em làm rất là ok. Anh em nào mà đi săn bắt theo kiểu truyền thống mà không hiệu quả mà cần file gọi cho nó ra cho nó nhanh thì anh em liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận bán cho anh em cái file gốc, file chuẩn là không có bị chèn nhạc vô nha anh em. Thuận đăng lên mạng thì Thuận thêm bài nhạc vô, nhưng mà khi đưa anh em là sẽ không có bài nhạc với lại giọng người nói chuyện nha anh em. Thì ngoài ra bên Thuận có tất cả các loại tiếng thú rừng cho anh chồm, chim, sóc, đồ này nọ, tất cả anh em cần phải gì thì liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.